Khmer Rouge cuối cùng, Kamen Rider Gotcha, người sẽ kế thừa Kiss trong cuộc hành trình của thời đại Reiwa. Lá bài đã một lần nữa được trở lại trong chuỗi hành trình về Colorer, chủ đề liên quan những lá bài cũng như về giả kim thuật. Gacha sẽ liên quan tới vấn đề trộn những hỗn hợp lại với nhau, vì dù sao sau này giả kim thuật cũng chính là hóa học, và đó là lý do sự kết hợp hoàn hảo giữa hai lá bài của Gacha nó trội hơn hẳn so với lại việc kết hợp của W hay là Bill. Nội dung phim sẽ xoay quanh những sinh vật kỳ lạ mang tên Shami. Bọn chúng sẽ được thuần hóa và trở thành những lá bài giúp Gacha chuyển hóa thành Commander Gacha. Vẫn như bao bộ phim khác, 100 Shami đã thoát khỏi những lá bài phong ấn của chúng, rải rác khắp thế giới. Nhân vật chính của chúng ta, Ichino Hotaro, là một học sinh trung học bình thường vướng vào những sự cố này và có được Gacha River giúp anh ta chuyển hóa thành Commander Gacha sau khi kết hợp giữa hai lá bài với nhau. Shami chúng cũng mang hai thái cực. Một là khi kết hợp với những người có trái tim ôn hòa, kết hợp cùng những lá bài tạo thành Rise Shami cùng với River để chuyển hóa thành những hình dạng khác nhau của Gacha. Ngược lại, khi gặp những kẻ có giả tâm cũng như sự tha hóa, chúng sẽ chuyển hóa thành Madgam. Quái vật có thể sẽ là quái vật chính trong toàn bộ series. Kẻ thao túng những tên này là hội chị em bóng tối. Bọn chúng sẽ tận dụng khả năng của những Madgam để tấn công. Về sau, chúng sẽ khả năng kết hợp với bọn chúng để tạo những hình thể riêng biệt. Driver của anh ấy có cách chuyển hóa khá đơn giản khi có hai tay cầm hai bên ép vào hai tấm cạc với mã số tương ứng với nhau cộng lại thành 10 sẽ kết hợp để tạo nên hình dạng của Gacha. Gacha lần này ngoài chiếc hắc lưng có màu clear thì anh ấy toàn bộ xem màu chrome trên toàn bộ cơ thể. Tạo hình của anh ấy khá giống những Rider ở thời đại cũ, và đặc trưng của tất cả hình dạng của Gacha sẽ là phần ngực được mở ra hai bên và phần ngọn lửa bên trong có thể chính là lò luyện để tạo nên sức mạnh của giả kim thuật hay chăng. Anh ấy sẽ luôn có một phần mắt kính. Tạo hình đầu tiên là kết hợp giữa tàu hỏa và châu chấu, khả năng sẽ là dùng sức mạnh của động cơ hơi nước để gia cố. Mình dự đoán thay vì bật nhảy giống Zero One thì liệu toàn bộ cơ thể của Gacha có được kết hợp cùng với động cơ hơi nước. Vũ khí chính của Gacha là một khẩu súng mang tên Gacha Gun. Nó có hình dạng giống với vũ khí của DN khi là một khẩu súng ngắn nhưng có kích thước khá lớn, và tượng trưng cho nó là một mũi tên màu cam clear bên ngoài và những hình dạng mũi tên khác màu vàng ở phía bên trong. Thay vì bắn là những viên đạn cơ bản, nó sẽ bắn là những Rai Shami Cap Gacha thu thập. Đòn tất sát của anh là Steam Hopper, kết hợp từ đầu tàu hơi nước để tạo luồng khối bao quanh cơ thể của anh, dùng lực nhảy của Hopper để gia tăng tốc độ, tỏ ra một ngọn lửa với quy lực lớn, càng quét kẻ thù bằng cú đá cực mạnh. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem tới đây của video. Mong các bạn hãy like và subscribe cho mình để mình được 10.000 subscriber trên kênh Rai Deck On này nha. Nếu bạn muốn mình làm về video cũng như top video nào, hãy comment phía dưới cho mình nha. Mình là Rai Deck On. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn xin.